Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 19 tháng 5, Ban Thường vụ Thị ủy La Di đã tổ chức dân hoa tại tượng đài Bác Hồ với các dấu thiếu nhi nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2020. Tham dự có ông Tôn Thức Muộn, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã, ông Trần Anh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã, ông Phạm Trọng Nhân, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã, bà Phạm Thị Thương, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã, cùng lãnh đạo các cơ quan, ban ngành và các đoàn thể chính trị xã hội thị xã cùng tham dự. Trong những ngày tháng năm lịch sử, mỗi người dân Việt Nam chúng ta đều nhớ đến ngày sinh nhật Bác Hồ kính yêu. Chính vì vậy, mỗi đóa hoa tươi thắm dâng lên Bác là biểu trưng cho tấm lòng trân trọng, biết ơn và thành kính công lao của Người. Đã 51 năm kể từ ngày Bác ra đi, nhưng sự nghiệp và tư tưởng, tấm gương đạo đức vĩ đại sáng ngời của Người vẫn sống mãi trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc, trường tồn theo thời gian, mãi mãi tỏa sáng trong hành trình phát triển của dân tộc Việt Nam. Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2020 năm nay, đúng vào dịp toàn đảng tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của đảng, là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thị xã La Di nói riêng, cả nước nói chung, bày tỏ tình cảm, lòng biết ơn sâu sắc Bác Hồ kính yêu, quyết tâm phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục những khó khăn để tiếp tục tiến bước trên con đường xây dựng đất nước Việt Nam đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, dân chủ, công bằng, văn minh, sánh vai với các cường quốc Nam Châu như sinh thời Bác Hồ hằng mong muốn. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 19 tháng 5 tại phòng họp thị ủy, La Di tham gia hội nghị trực tuyến sơ kết 4 năm thực hiện chỉ thị 05 Bộ Chính trị khóa 12 và tuyên dương gương điển hình trong học tập và làm theo Bác giai đoạn 2018-2020 do tỉnh ủy Bình Thuận tổ chức. Ông Tôn Thức Muộn, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã cùng dự hội nghị. Tại hội nghị, những kết quả đạt được, những thiếu sót, hạn chế cũng như những tấm gương tiêu biểu trong thực hiện chỉ thị 05 đã được báo cáo trình chiếu. Nhiều cách làm hay hiệu quả của các tổ chức cá nhân trong học và làm theo Bác đã được chia sẻ tại hội nghị. Riêng đối với thị xã La Di, thực hiện theo chỉ thị 05 Bộ Chính trị, đã có 7 nhóm vấn đề bức xúc được đảng bộ chính quyền đặt ra và tập trung cao độ để thực hiện, bao gồm vấn đề bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, ngăn chặn đẩy lùi tệ nạn ma túy, nắm bắt thông tin tư tưởng chính trị trong quần chúng nhân dân, xuất nhập cảnh trái phép bằng đường biển, tàu cá ngư dân vi phạm khai thác vùng biển nước ngoài, vấn đề xây dựng cơ bản, tín dụng đen, đòi nợ thuê. Cùng với đó là ba nội dung đột phá về chấn chỉnh cán bộ đảng viên, phê bình tự phê bình, gần dân, sát cơ sở để hiểu dân, giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân. Qua đó đã nâng cao nhận thức của cán bộ đảng viên, chỉ ra những hạn chế thiếu sót, tạo được sự tin yêu tín nhiệm của quần chúng nhân dân, góp phần tích cực trong phát triển kinh tế xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Sau khi hội nghị trực tuyến kết thúc, Thị ủy La Di đã thay mặt trao bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho một tập thể, một cá nhân, trao thư khen của Bí thư tỉnh ủy cho ba tập thể, ba cá nhân trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2018-2020, trao bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho một đảng viên đạt thành tích nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 2015-2020 và trao thư khen của Bí thư tỉnh ủy về hoạt động 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho một tập thể, một cá nhân tại địa bàn thị xã. Anh ơi, hả? Nghe nói giá vé cấp trẻ Bà Nà chỉ còn 300.000 đồng với người lớn và 200.000 đồng với trẻ em thôi. Nhà mình đi đây anh. Được đó, đi cấp trẻ Bà Nà tham quan cầu vàng, làng Pháp, cho con mình vào khu vui chơi nữa. Thích quá, nhà mình đi thôi anh. Từ nay đến hết 31 tháng 5 năm 2020, Cinco Bà Nà Hills dành tặng chương trình kích cầu giảm 60% giá vé, chỉ còn 300.000 đồng với người lớn và 200.000 đồng với trẻ em cho du khách có hộ khẩu thường trú tại 19 tỉnh thành miền Trung và Tây Nguyên. Miền Trung Tây Nguyên chờ chi? Bà Nà ngay đi! Radio AD, thông điệp từ âm thanh.
hotline 0989 612 668.